Sáng nay, tại trụ sở tỉnh ủy, Ban Thường vụ tỉnh ủy tổ chức hội nghị gặp mặt các đồng chí tỉnh ủy viên hưu trí, cán bộ chủ chốt tỉnh đã nghỉ hưu qua các thời kỳ. Dự buổi gặp mặt có các đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, các đồng chí nguyên Bí thư tỉnh ủy Đặng Văn Cảo, Nguyễn Đình Phách, Cao Văn Cường, Nguyễn Văn Cường, Nguyễn Văn Thông, các đồng chí nguyên Thường trực tỉnh ủy. Cùng dự còn có các đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trần Quốc Văn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy. Tại hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ tỉnh ủy, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh báo cáo kết quả tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh năm 2022. Năm 2022, tỉnh đã đạt được kết quả khá toàn diện và hoàn thành vượt mức hầu hết các chỉ tiêu kinh tế xã hội. Kinh tế duy trì mức tăng trưởng cao với tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 13,41%, cao nhất trong 15 năm trở lại đây. Thu ngân sách nhà nước tăng đột biến, đạt gần 52.000 tỷ đồng, đạt 263% dự toán. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội toàn tỉnh được bảo đảm. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được chú trọng, qua đó tạo sự đồng thuận về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ, toàn dân, góp phần ổn định tình hình và tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa nhấn mạnh những kết quả toàn diện đột phá của tỉnh trong năm 2022 có sự đóng góp, cống hiến của các đồng chí cán bộ chủ chốt của tỉnh đã nghỉ hưu qua các thời kỳ. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy cũng thông tin đến các đồng chí tỉnh ủy viên hưu trí, cán bộ chủ chốt của tỉnh đã nghỉ hưu qua các thời kỳ về những nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh thời gian tới và mong muốn nhận được sự đồng hành hỗ trợ, góp ý tích cực của các thế hệ lãnh đạo với bề dày kinh nghiệm trong quá trình công tác tại đây. Nhiệm kỳ này, tỉnh ủy, Ban Thường vụ tỉnh ủy, chúng tôi với một tư duy cũng hết sức là đổi mới, năng động và sáng tạo và dựa trên một nguyên tắc là thống nhất về ý chí, cùng hành động, cùng chia sẻ trách nhiệm với một tinh thần nghĩ lớn, làm lớn, tạo đột phá trong tất cả các lĩnh vực. Đây là một cái tư tưởng và tinh thần rất quan trọng và cần phải có một đường lối chủ trương chính sách của Đảng bộ đúng đắn và sự lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện hết sức là quyết liệt và một khía cạnh không thể không nhắc đến, đấy là sự đồng hành và hỗ trợ của người dân trong việc thực hiện cái chủ trương chính sách ấy, bởi vì cuối cùng người dân cũng là người thực hiện và người dân sẽ là trung tâm trong việc hưởng lợi và người dân là người thực hiện các chủ trương chính sách đó. Và tôi cũng rất trông đợi là các đồng chí nguyên lãnh đạo của tỉnh, các đồng chí có những cái ý kiến đóng góp tham gia với Ban Thường vụ tỉnh ủy, rồi lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân các cấp để giúp chúng tôi tự hoàn thiện mình hơn nữa để hoàn thành tốt các cái nhiệm vụ chính trị đề ra. Nhân dịp năm mới Quý Mão 2023, thay mặt Ban Thường vụ tỉnh ủy, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa chúc các đồng chí cán bộ chủ chốt của tỉnh đã nghỉ hưu qua các thời kỳ luôn mạnh khỏe, tiếp tục tham gia đóng góp trí tuệ giúp tỉnh thực hiện thành công các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra, góp phần xây dựng tỉnh Hưng Yên ngày càng giàu mạnh.